À, đây là một cái tạp chí mà người ta chuyên đưa tin những cái tin tức về tập đoàn, về doanh nghiệp, về về thị trường, về kinh tế, về chứng khoán, về đầu tư, nói chung là tất tần tật những cái gì mà liên quan tới kinh doanh á, tiền tài đó, thì ở tạp chí này là chuyên cái mảng đó. Mình đọc được một bài viết ở trên tạp chí này với cái tiêu đề là OCB kinh doanh ra sao sau khi hoàn tất thu hồi nợ liên quan đến FLC và Đại Nam. Ở trong đây người ta vẫn nhắc là cái câu chuyện nợ nần của FLC và Đại Nam, nhưng mà đây là cái hậu sau khi trả thu hồi hết tất cả những cái nợ đó của hai cái tập đoàn này rồi. Hôm trước thì báo chí đăng mọi người biết rồi, ở bên OCB ông tổng giám đốc hay là gì đó, đúng không ta, tổng giám đốc ông cũng đã có những cái thông cáo đối với báo chí về vấn đề nợ nần của FLC và Đại Nam, và người ta cũng đã nói là người ta đã thu hồi nợ rồi. Và mình nghĩ sau cái bài viết của tạp chí này đó thì có một số người cũng sẽ hơi bị lo lắng đối với những cái phát ngôn của mình trước đây là bảo Đại Nam, ông Dũng bà Hằng ký nợ hơn 30.000 tỷ mất khả năng chi trả, rồi Đại Nam bán, Đại Nam đổi chủ, ông Dũng bà Hằng ở tù chung thân gì đó, nhớ không mọi người, nhớ không? Đây là những cái clip nè. Vợ chồng Quỳnh Uy Dũng với Nguyễn Phương Hằng, Dũng Lò Vôi á, nợ hơn 30.000 tỷ. Vợ chồng mà lo đi tù chung thân đi, đừng có lên trên mạng mà kiếm chuyện. Là trời, nhìn cái mặt bà ác nha, cái con dâm loạn điên loạn Nguyễn Phương Hằng nè, mày mê thằng Võ Hoàng Yên không được, mày lên cuồng cuộn hơn 9 tháng trời ha. Mày tấn công Việt Nam này, mày chửi bới hết giới nghệ sĩ. Thì bây giờ chính phủ cũng muốn đánh mạnh vào chuyên án Dũng Lò Vôi và Đại Nam, công ty cổ phần Đại Nam. Trên đó thì hiện tại bây giờ sẽ thống kê được là bà Nguyễn Phương Hằng đã nợ mất khả năng chi trả lên đến bà Nguyễn Phương Hằng ký nhận hơn 17.000 tỷ. Còn tổng số nợ của Dũng Lò Vôi với Nguyễn Phương Hằng tổng kết lại là hơn 30.000 tỷ. Linh Lan nói điều đó và Linh Lan cảm thấy rằng mức án cao nhất của bà Nguyễn Phương Hằng là tù chung thân đó. Và thật sự khu du lịch Đại Nam, tất cả những cái hạng mục như biệt thự hay gì đó đã niêm phong đó, cho nên bây giờ bà Hằng ông Dũng không còn ở trong khu công nghiệp, khu du lịch Đại Nam. Thì Huỳnh Trần Phi Long đã xin với sở đầu tư là sẽ mua lại cái khoản nợ xấu là 6.000 tỷ đó của bên Đại Nam để chuyển cái khu du lịch Đại Nam qua một công ty cổ phần mới. Thì sở có đầu tư tỉnh Bình Dương không chấp nhận vì chỉ có tuyên bố phá sản của công ty cổ phần Đại Nam thì cái đó người ta mới thu hồi lại, và người ta giao cho người mới chưa chắc gì đã là con trai của Dũng Lò Vôi nữa. Ok, đó là những cái clip mà mình nghĩ có một số người ở trong cái câu chuyện mà nói Đại Nam bị bán, Đại Nam đội chủ, bà Hằng ông Dũng nợ hơn 30.000 tỷ mất khả năng chi trả, khi mà đọc cái tin tức này mình nghĩ là sẽ hơi bị lo lắng đó. Tại vì các bạn biết rồi, đây là trong vòng mà xử lý của những ai mà liên quan tới những cái phát ngôn đối với Đại Nam, và bà Hằng ông Dũng hôm trước báo cũng đã đăng rồi.